Xin quý vị đại biểu quý khán giả các thành phố các thành viên đã đến với chương trình hôm nay. Và hôm nay chúng ta chỉ cho tiên tri hội sư phạm sẽ ưu biện về chủ đề của chúng mình, đó chính là những giá trị, những ý nghĩa qua chi dẫn của người trong sửa đổi lối làm việc, trong xây dựng đảng và chính quyền hiện nay. Và em là Trần Hoàng Khang đến từ lớp sư phạm của 3223. Và đầu tiên thì chúng ta hiểu là để có thể hiểu được những giá trị, những tư tưởng, những ý nghĩa mà người để lại thì chúng ta phải biết được tác phẩm này có chứa nội dung gì. Và nội dung của tác phẩm đó chính là nội dung của tác phẩm sửa đổi lối làm việc đề cập đến một chủ đề rất hệ trọng, trọng lớn nhưng cũng hết sức cụ thể rõ ràng, đặc biệt người có mặt trong điều kiện mới, nhất là khi đảng thực hiện vai trò cầm quyền lãnh đạo đất nước là phải khắc phục những khuyết điểm, chứng bệnh thói tiêu từ của đội ngũ cán bộ đảng viên mà ở giai đoạn trước khi cài đặt chính quyền nó chưa xuất hiện. Và người đã đưa ra những cái căn bệnh như sau: bệnh chủ quan, bệnh kiêu ngạo, bệnh hẹp hòi, bệnh khai hội, bệnh lễ nang, bệnh tham lam, bệnh ích kỷ, bệnh tiền hạnh, xu nịnh, cận thị cá nhân và quan trọng nhất là bệnh tình chống thối ba hoa. Và từ những nội dung này chúng ta mới bắt đầu thấy được những cái giá trị và ý nghĩa của người mang lại. Và tác phẩm này như sau: về giá trị, chúng ta có hai giá trị, thứ nhất là giá trị lý luận, thứ hai là giá trị hiện thực hay giá trị thực tiễn. Giá trị lý luận là tác phẩm này là kế thừa tư tưởng Mác, kinh tế Mác Lênin, và bên cạnh đó là kế thừa tiếp thu cái tư tưởng Nho giáo từ phương Đông, và từ đó góp phần hình thành lên tác phẩm này để chỉnh đốn đảng và xây dựng đảng, qua cạnh đó là đào tạo cán bộ đảng viên hiện nay. Và bên cạnh đó tác phẩm này cũng mang lại những cái ý nghĩa để có thể xây dựng được một người đảng viên trung thành và có sự nghiêm túc. Về giá trị hiện thực thì giúp đảng trở thành một đảng cầm quyền và đào tạo những người cán bộ nghiêm túc, trung thành với sự nghiệp của đảng. Và thứ ba là giúp người cán bộ này có thể giành được chính quyền và đào tạo và lãnh đạo nhân dân. Và ý nghĩa của tác phẩm đó chính là thứ nhất là coi trọng cán bộ và công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tế. Chúng ta phải lấy cán bộ làm gốc, từ đó mới có thể xây dựng được một đảng văn minh, tiến bộ và chỉnh đốn đảng. Và thứ hai là cần hiểu đúng cán bộ đảng để đánh giá đúng, phải đánh giá đúng được ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ này để từ đó giúp cho họ thấy mình làm sao điểm nào, mình tốt điểm nào, từ đó để phát triển. Đó là động lực, là tiền đề để xây dựng đảng, để chỉnh đốn đảng hiện nay. Thứ ba là cần xây dựng các tiêu chuẩn phẩm chất người cán bộ đảng viên làm cơ sở đánh giá. Chúng ta phải căn cứ vào những điều mà các phụ huynh ở trên nó có thành công, chúng ta phải khắc phục, chúng ta phải đánh giá và tự đánh giá được người cán bộ của mình. Thứ tư là việc đánh giá cán bộ phải thực hiện được khách quan, phương pháp đúng. Chúng ta không có thiện nam cũng là không có dành tình cảm, mà phải trung thực, khách quan và đánh giá trên phương diện là công bằng. Và thứ và cuối cùng, đánh giá cán bộ phải gắn chặt với các khâu khác trong công tác cán bộ, và đó phải gắn chặt để có thể thấy được những đầu đảng công bằng, và từ đó giáo dục và từ đó có thể giáo dục được cán bộ chúng ta một tinh thần trung thành với đảng. Và bài hội nghị quen đây là hết, và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Từ đó trở thành một công dân tốt, lương hộ tổ quốc là gì ta, hãy hộ ta đã là gì tổ quốc hôm nay.